Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình xã hội thứ năm ngày hôm nay, episode thứ 45. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi thứ năm hàng tuần, chúng ta vẫn có chương trình xã hội, chủ yếu là tìm hiểu sâu về cuộc sống của người Mỹ và người Mỹ gốc Việt để quý vị ở bên ngoài có được cái nhìn rộng rãi hơn và có cái phân tích đối chiếu và so sánh để biết được cuộc sống của người Việt, người Mỹ gốc Việt và người Mỹ tại Hoa Kỳ. Quý vị, trong cái chương trình xã hội thứ năm ngày hôm nay, tôi mượn một câu chuyện đang xảy ra và vừa mới xảy ra ở tại Washington DC ngày hôm qua. Và ngay lập tức thì đã có những sự lên tiếng, mặc dù rằng có trễ có sớm họ đã lên tiếng. Đó là cái cuộc biểu tình của những nhóm ủng hộ cho Hamas và ủng hộ cho Palestine đi theo chủ nghĩa bài Do Thái đã tụ tập tại Washington DC. Cuộc biểu tình mấy giờ đồng hồ đầu được xem là ôn hòa, nhưng mà sau đó nó biến thành bạo động. Và quý vị, kết quả thì đã có một số người bị bắt, cảnh sát phải sử dụng tới hơi cay để xịt vào những người biểu tình. Trong đó họ dùng sơn xịt lên tất cả những cái biểu tượng của Hoa Kỳ, chữ Hamas, tức là nhóm khủng bố Hamas, cũng như họ đốt cờ của Hoa Kỳ ngay tại chỗ. Và quý vị, hành động này đã bị lên án bởi tất cả người dân Hoa Kỳ và những chính trị gia tại Hoa Kỳ, trong đó luôn cả bà Phó Tổng thống Kamala Harris là người trẻ nhất, nhưng mà bà ta cũng đã lên án cái hành động này. Thì quý vị, chúng ta lướt qua cái bản tin đi, rồi tôi sẽ nói liên quan tới cộng đồng người Việt để cho quý vị hiểu chuyện gì đang xảy ra nha. Ok, quý vị, cuối cùng thì bà Phó Tổng thống Kamala Harris đã có phản ứng đối với cuộc bạo động tại DC vài giờ sau khi mà có hành động đốt cờ Mỹ của những kẻ được xem là kích động chủ nghĩa bài Do Thái. Bản tin mới nhất cho biết thì bà Phó Tổng thống Harris đã đưa ra một bản statement lên án hành động bạo động bài Do Thái ở tại Washington DC, ở trong cái trạm xe được xem là bận rộn nhất của DC. Và bà này được xem là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, đã đưa ra bản statement vào ngày thứ Năm vài giờ sau khi mà cái cuộc biểu tình bạo động nhắm vào việc mà có chuyến viếng thăm của ông thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu ngày hôm qua tại Union Station ở Washington DC. Chúng ta đã chứng kiến được cái những hành động của những người biểu tình không yêu nước, gây nguy hiểm và có những cái là những cái gọi là lý luận được xem là đầy thù hận. Bà Harris đã viết như trên: tôi lên án bất kỳ một cá nhân nào có liên hệ tới tổ chức khủng bố Hamas, cũng như là có những cái hành động được xem là nhắm vào trả thù, nhắm vào người Do Thái hoặc là giết hại người Do Thái. Và những kẻ biểu tình này đã xịt sơn ở trên tường và đã giật sập cái lá cờ của Hoa Kỳ và đang bay ở trên cái trạm xe Union Station, và thậm chí là nổi lửa đốt lá cờ này và được chúc mừng bởi những kẻ xung quanh chủ nghĩa đi theo chủ nghĩa bài Do Thái. Bà Harris đã lên án gay gắt những cái hành động này, và những kẻ ủng hộ cho Hamas và những cái luận điệu của họ là chúng ta không để cho nó diễn ra ở trong đất nước của chúng ta, bà ta viết như trên. Và bản statement này chỉ diễn ra trong vài phút đồng hồ sau khi mà ứng cử viên phó tổng thống của bên đảng Cộng hòa là JD Vance đã chỉ trích bà Harris trên trang mạng xã hội là không biết gì về cái vụ bạo động này, chống lại Hoa Kỳ và ủng hộ cho Hamas. Những kẻ bạo động này đốt cờ của Hoa Kỳ ngay trước thủ đô, cái tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ, và người phụ nữ nói rằng bà ta muốn trở thành tổng thống của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục không từ chối, không lên án. Ông Vance đã viết trên trang platform X vài giờ trước khi mà bà này đã đưa ra bản statement, và trong đó thì bà ta nói rằng bà ta lên án gay gắt việc đốt lá cờ Hoa Kỳ. Lá cờ là biểu tượng của cái đất nước Hoa Kỳ và đại diện cho lời cam kết của người dân Hoa Kỳ, và nó không thể được đi theo đường hướng này. Và tôi ủng hộ cho các cuộc biểu tình ôn hòa một cách rất rõ ràng, và chủ nghĩa bài Do Thái, chủ nghĩa thù hận hay là bạo động là sẽ không có chỗ trong quốc gia của chúng ta. Đó là lời kết luận của bà Phó Tổng thống. Quý vị, có nghĩa là ngày hôm qua chúng ta chứng kiến được cái gì? Những kẻ này đang sinh sống, có thể hợp pháp, có thể bất hợp pháp, và có thể họ là công dân Hoa Kỳ. Họ tham gia cuộc biểu tình bài Do Thái, ủng hộ cho Palestine, thậm chí là ủng hộ luôn cho Hamas. Quý vị nhìn thấy trên hình là họ xịt sơn lên cái bức tường có chữ Hamas luôn, quý vị. Đây nè quý vị, họ xịt sơn chữ Hamas lên cả cái bức tường của biểu tượng của Hoa Kỳ luôn, quý vị. Thì quý vị, những kẻ này đã có những cái hành động được xem là, tôi gọi là un-America, tức là không phải là người Mỹ.
những kẻ này sống tại Mỹ nhưng mà chưa bao giờ là công dân Mỹ, mặc dù họ cầm cái passport Mỹ nhưng mà tâm hồn của họ chưa bao giờ ở lại với nước Mỹ. Nó không khác gì những kẻ đang sống trong cộng đồng người Việt ở đây, y chang như vậy. Do đó tôi nói để tôi giải thích cái phần này trước, tôi mới giải thích cộng đồng Việt. Và chuyện này nó xảy ra trong cộng đồng người Việt đã nhiều năm. Họ sống tại nước Mỹ, họ ăn cơm của nước Mỹ, họ đi làm, họ kiếm tiền từ nước Mỹ, họ có được tài sản tại nước Mỹ. Và thậm chí những lúc mà họ gặp trở ngại thì cũng là chính phủ Mỹ hỗ trợ cho họ, từ bệnh hoạn trong bệnh viện cho tới những cái phiền toái ở ngoài xã hội thì cũng là chính phủ Mỹ giúp đỡ cho họ giải quyết những phiền toái này. Nhưng các vị, mở miệng ra họ chửi Mỹ, và thậm chí là họ còn ca ngợi cái thiên đường cộng sản của họ nữa. Nó xảy ra ngay trong cộng đồng chúng ta, không phải là bây giờ đâu, mà trong nhiều năm nay rồi. Chúng ta đã chứng kiến được rất nhiều lần họ chửi bới nước Mỹ bằng mọi cái hình thức khác nhau. Các vị, nước Mỹ là nơi đón chào họ. Nước Mỹ là giang tay đón họ. Họ đến nước Mỹ hai bàn tay trắng không có cái gì cả. Nước Mỹ đã tạo cho họ đầy đủ tất cả những cái cơ hội. Nhưng mà cuối cùng thì họ ngồi trong nước Mỹ, họ chửi nước Mỹ, nhưng không bao giờ dám rời khỏi nước Mỹ đi qua một nước khác sống hết. Và vẫn mỗi ngày lãnh tiền trợ cấp của nước Mỹ, và miệng vẫn chửi Mỹ. Thì quý vị, cái tình trạng này nó quen quen ở trong cộng đồng của chúng ta đúng không? Quý vị vẫn thường nghe ở những cái quán cà phê, hay là đôi lúc quý vị ghé vào một cái quán ăn, hoặc là ở bát gia của một cái nhà nào đó, hay một cái chung cư nào đó, quý vị vẫn thường nghe cái này. Mở miệng ra là chửi hết chính trị gia này tới chính trị gia khác. Mở miệng ra là chê nước Mỹ chuyện này, chê nước Mỹ chuyện kia. Mở miệng ra là khen ở Việt Nam đồ rẻ hơn, rồi cuộc sống này nọ tốt hơn, thiên đường hơn, nhưng không dám về Việt Nam sống. Cùng lắm là chỉ về chơi được một tháng, hai tháng rồi chạy về nước Mỹ thôi. Nhưng mà không dám sống luôn tại Việt Nam. Mở miệng ra là như vậy. Thì quý vị thấy những thành phần này rất nhiều. Và thời gian gần đây thì quý vị còn nghe nhiều hơn trên YouTube nữa. Nhiều hơn trên YouTube nữa. Và những thành phần này tôi gọi là những thành phần ăn cháo đá bát. Những thành phần không hiểu rõ họ đang ở chỗ nào. Lúc họ bệnh hoạn, không có tiền, ai cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho họ để họ được điều trị trong bệnh viện, được bác sĩ khám bệnh, khám sức khỏe và cho thuốc. Quý vị, cũng là chính phủ Mỹ, mặc dù đó là tiền thuế của người dân Mỹ, nhưng mà quý vị, nó cũng từ cái guồng máy của chính quyền Hoa Kỳ mà ra thôi. Thì quý vị, chưa hết. Họ ở nước Mỹ mà họ suốt ngày cứ chê Mỹ chuyện này, chê Mỹ chuyện kia. Họ khen, ôi tôi ở Mỹ chán lắm, y tế khó khăn lắm, qua Âu Châu sống sướng hơn. Họ lại khen ngợi Âu Châu rất là nhiều. Những người mà khen Việt Nam tôi không nói, có những kẻ sống ở Mỹ nhưng lại khen Âu Châu là có cái dịch vụ y tế tốt hơn, rồi có một cái đời sống tốt hơn, nhưng mà họ lại không dám qua Âu Châu ở, họ vẫn ở Mỹ. Lâu lâu chạy qua Âu Châu chơi một tuần, hai tuần gì đó, rồi chạy về Mỹ, rồi khen Âu Châu ngút trời luôn. Rồi quý vị, lâu lâu chạy về Việt Nam chơi một hai tháng, nó ở Việt Nam vui hơn, rồi náo nhiệt hơn, sinh hoạt sôi động hơn, rồi ở Việt Nam tình cảm hơn. Rồi cuối cùng họ cũng chạy về nước Mỹ. Cuối cùng họ vẫn chạy về nước Mỹ sinh sống. Quý vị, tôi đã chứng kiến rất nhiều những kẻ này. Và bây giờ nó vẫn đang có mặt ở Bonsa, ở đường Bel Air, ở khu Story. Khu Story là Bắc California, khu Bel Air là ở Houston. Và Bonsa thì ngay quận Cam đó quý vị. Và những kẻ này vẫn sống ăn bám vào người khác, ăn bám vào gia đình, ăn bám vào cái tiền tài trợ của chính phủ, và vẫn tiếp tục gọi là kiếm mánh nhỏ để có tiền đi Việt Nam chơi. Và cứ có cơ hội lên báo, thậm chí nó về tới Việt Nam, lên báo chí nó còn chửi bên đây nữa. Thì quý vị, đây là những cái tôi nói là nó không khác gì những kẻ mà sống ở Mỹ, nhưng mà đốt cờ Mỹ. Giống như cái trường hợp của ngày hôm qua ở DC đó quý vị. Thì nó không khác gì cả, mặc dù rằng có những kẻ chưa dám tới Mỹ, tới cái mức gọi là giống như những kẻ biểu tình ngày hôm qua đâu, đốt cờ Mỹ đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng á, thời gian tới mà nó bị đầu độc bởi cái đám cộng sản đó, thì nó cũng dám làm lắm. Cũng dám làm, cũng dám đốt cờ Mỹ giống như đám ủng hộ Palestine với ủng hộ Hamas lắm. Nhưng mà cái này quý vị, nó là thực trạng xảy ra. Trong khi đó nó không, họ không nghĩ rằng họ tới nước Mỹ bằng cách nào. Ai cho phép họ bước chân vào nước Mỹ? Ai tạo điều kiện cho họ
có thể có được cái thân phận pháp lý đàng hoàng để được sống, làm việc và sinh hoạt ở nước Mỹ. Rồi quý vị, họ làm bao nhiêu tiền thay vì là đóng góp lại cho nước Mỹ thì họ lại đi cho tiền xây dựng nhà thờ, xây dựng chùa ở Việt Nam. Rồi bao nhiêu tiền gom về làm bao nhiêu đây tiền, hay là lãnh bao nhiêu tiền trợ cấp của chính phủ, dành dụm lại xong rồi gửi về Việt Nam mua đất mua đai. Rồi chưa kể quý vị, mà khi mà có chuyện gì thì báo hại bên đây, nói là không có tiền, nhưng mà vẫn có tiền đi Việt Nam chơi, vẫn có tiền gửi về cho thân nhân ở Việt Nam mua đất mua đai. Đến lúc lâm vào bệnh hoạn hay là cái gì đó thì khai là mình vô sản không có tiền, phải nhờ vào cái dịch vụ bảo hiểm của chính phủ. Tôi nghĩ rằng ở trong cộng đồng chúng ta có rất nhiều kẻ như vậy, trừ những người lớn tuổi đã về hưu. Họ đã làm việc suốt một cuộc sống của họ, suốt một cuộc đời của họ rồi, thì họ được tất cả những cái quyền lợi này là chính đáng. Nhưng có những kẻ chưa tới tuổi về hưu vẫn đang sống bằng cái này. Chưa kể là quý vị, một mặt thì tay phải lãnh tiền food stamp, lãnh tiền welfare, tay trái thì đi làm landscaping, đi làm construction để kiếm thêm tiền mặt, không khai thuế. Rồi đó, có được chút tiền đó là dồn đi Việt Nam chơi, xài hết tiền mười mấy hai chục ngàn ở Việt Nam, xong về Mỹ tiếp tục lại đi làm như vậy nữa, và cứ hút tiền đó đem về Việt Nam chơi, trong khi những cái ở nước Mỹ này họ chưa bao giờ đóng góp cả. Họ chưa bao giờ đóng góp cả. Đó, quý vị thấy trận bão vừa rồi đánh vào Houston không? Quý vị có thấy có những cái lời kêu gọi nào giúp đỡ cho những đồng hương ở Houston bị nạn lụt ở Richmond hay là ở những cái vùng phía Nam không? Không có. Nhưng mà bên kia ông thầy chùa sức móng tay một cái, nó lật đật nó quyên góp tiền cho ông thầy chùa ở bên Việt Nam. Quyên góp ở đây mang về Việt Nam cho thầy chùa. Trong khi đó, đồng hương của mình đang gặp khó khăn. Ở đây nó ơi, có Mỹ lo ăn thua gì, có FEMA lo mà, mình lo cho họ chi cho nó mệt. Quý vị, cái suy nghĩ của những người đó là như vậy. Trong khi quý vị còn nhớ cách đây vài năm, trận bão Harley đánh vào Texas không? Trận bão lớn nhất suốt 100 năm qua đó, đánh vào Texas quý vị. Lúc đó quý vị thấy người Mỹ không? Trước khi trận bão đánh vào, một cái tiệm convenience store thôi, một cái tiệm tiện lợi thôi, họ đem tất cả những khay nước họ chất ra bên ngoài để cho những người cần thiết lấy. Cho tới khi trận bão đi qua rồi, cái người chủ tiệm convenience store mở cánh cửa ra để mà vô mở cửa tiệm lại đó quý vị, tiền nó rớt ở dưới. Tức là cái lòng tự trọng của người Mỹ, họ tới họ khiêng một khay nước đi, mặc dù là cho miễn phí, nhưng mà họ vẫn nhét tiền qua cái cánh cửa để trả lại cho cái người chủ có lòng tốt để sẵn khay nước cho họ bên ngoài. Tại tiệm phải đóng cửa trong mùa bão. Thì quý vị thấy cái tinh thần của người Mỹ, cái tinh thần của người Mỹ. Và vừa rồi thôi, trận bão Beryl đánh vào Texas đây quý vị, họ vẫn làm như vậy. Và thậm chí rằng quý vị, có một số nhà không bị mất điện mấy ngày liên tục. Mất điện mấy ngày liên tục. Thì những nhà khác quý vị, những cái nhà mà có gọi là battery backup, tức là có cái hệ thống điện phụ á, thì không sao. Nhưng mà có những nhà đa số không có hệ thống điện phụ, thì những người khác lại mang bình điện, mua bình điện ở tại Home Depot, mang tới nhà cho những người kia, để họ có điện xài tạm thời trong giai đoạn mà cái công ty điện lực chưa có restore lại được cái điện cho họ. Quý vị, đó là những đóng góp rất thực tế ở đất nước này. Nhưng mà tôi không thấy những cái kẻ mà suốt ngày chửi bới Mỹ làm điều đó. Suốt ngày sống ở Mỹ, chửi bới nước Mỹ, rồi đem tiền đi Việt Nam. Nhưng mà tôi chưa thấy họ đóng góp được một cái gì cho cộng đồng ở đây hết, và cho cái đất nước mà đã mang lại cơ hội cho họ. Bất kể mình giúp người trong cộng đồng cũng được, hay giúp người ngoài cộng đồng cũng được, họ là những nạn nhân của thiên tai. Chúng ta chưa thấy. Nhưng mà sẵn sàng chửi bới nước Mỹ, mở miệng ra đó. Quý vị, bây giờ xảy ra một cái vụ, tôi lấy ví dụ đi. Xảy ra, tôi không nói vụ ông Trump, tôi nói xảy ra một cái vụ mà bắn người nào đó đi. Đó, thấy chưa? Nước Mỹ kìa, súng đạn bà tự do quá, bạo động dưới tới mức như vậy rồi. Nó làm mọi thứ ầm ầm lên. Trong khi đó trên thực tế chúng ta nhìn thấy quý vị, lâu lâu xảy ra một vụ. Nó không mang tính chất biểu tượng cho cả nước Mỹ.
lâu lâu có một vụ xả súng bắn người hàng loạt như vậy. Nó chỉ là một cái biến cố bất ngờ thôi, là nó vịnh vào đó, nó la làng la xóm tùm lum hết, nó la làng la xóm tùm lum hết, nó làm giống như nước Mỹ sắp sửa bị loạn, sắp tới nơi rồi, trong khi chúng tôi là những người sống trên nước Mỹ. Quý vị, mỗi một tiểu bang nó giống như một quốc gia. Nổ súng ở, tôi đang ở Texas mà nổ súng ở Cali ấy, thì cũng giống như là nó đang nổ súng ở Mã Lai mà quý vị ở ở Việt Nam vậy đó. Nó không phải là một một tiểu bang, nó mỗi một tiểu bang nó giống như một cái quốc gia quý vị. Nước Mỹ thì rộng lớn lắm, họ có 50 tiểu bang rồi, giống như 50 quốc gia vậy. Do đó xảy ra sự bắn súng ở chỗ này không có nghĩa là nó ảnh hưởng tới chỗ khác. Vụ bắn ở Mã Lai có mắc mới gì tới Việt Nam không? Thì vụ bắn ở Texas hay ở Cali có mắc mới gì nhau đâu. Người ta chỉ biết thông tin là như vậy thôi. Nhưng mà cái đám mà gọi là suốt ngày mà cứ có cơ hội chửi bới nước Mỹ hay là chửi bới cuộc sống ở Mỹ đó, thì quý vị, nó lên tiếng ầm ầm mà. Rồi chưa kể quý vị, bởi vì nó làm biếng nha, bởi vì không muốn đi làm nhiều, và bởi vì mang cái tinh thần nô lệ, tức là cái tinh thần công chức thôi, không biết làm ăn. Nên nó quý vị, mỗi khi mà xảy ra vấn đề đó thì là nó chỉ có ngồi nó chửi. Thứ nhất, thứ hai là gì quý vị? Thứ hai là nó thông báo vào cái hệ thống của chính phủ có chuyện gì đó quý vị, là nó cứ đem chính phủ ra nó chửi, nó đem cái nước Mỹ ra nó chửi, trong khi bản thân nó không làm được gì hết. Rồi nó ngồi nó than với Việt Nam qua Mỹ khổ lắm. Ai không khổ trong giai đoạn đầu? Ai không khổ trong giai đoạn đầu khi hai bàn tay trắng tới nước Mỹ? Thì cũng phải mất vài năm thì mới bắt đầu ổn định cuộc sống, mới bắt đầu tạo ra tài sản, dư tài sản chứ. Cái cực khổ đó nó là một cái trui rèn, nó là một cái lối sống của người Mỹ, trui rèn của người Mỹ. Chứ đâu phải cái cực khổ đó là nó đến từ cái xã hội Mỹ đâu. Ngay cả những đứa con 18 tuổi nó phải bước ra ngoài tự lập hết, nó phải cũng bắt đầu hai bàn tay trắng hết. Đó là cái quy tắc sống ở nước Mỹ. Nhưng mà những kẻ này thì lúc nào cũng lên than thân trách phận, rồi nói là ở Mỹ khổ lắm, làm cực khổ lắm, bla 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 bla. Rồi lúc nào cũng mơ tưởng về Việt Nam, lúc nào cũng mơ tưởng về đi qua Âu Châu ấy. Nếu như vậy thì tại sao họ không dọn về Việt Nam ở? Tại sao họ không dọn qua Âu Châu ở? Cũng y chang giống như những kẻ mà ngày hôm qua đốt cờ Mỹ ở tại DC. Nó sống ở nước Mỹ, nước Mỹ cho đầy đủ cơ hội, nhưng mà nó vẫn đi kiếm chuyện với nước Mỹ, nó vẫn làm những cái trò gọi là đi ngược lại với cái văn hóa truyền thống của nước Mỹ. Thì quý vị, cái chuyện này nó xảy ra rất quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta. Nhìn cái hình ảnh là đốt cờ ngày hôm qua, tôi liên tưởng tới những kẻ ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, đi xe Mỹ, dùng tiền Mỹ, dùng bảo hiểm y tế của Mỹ, nhưng mà vẫn tiếp tục chửi Mỹ. Và thành phần này bây giờ nó bắt đầu nó có nhiều nhiều lắm ở trong cộng đồng. Thành phần mới qua độ 5 10 năm cũng có, thành phần ở lâu 4 50 năm cũng có. Ở lâu 4 cho 50 năm nhưng mà thích sống giữa người khác. Cho nên cái gì trái ý mình hay là không được vừa ý là chửi ngay. Mà không tìm hiểu sâu xa nguyên do nó tại sao. Ở Mỹ này không ai chết đói cả, nếu chịu khó làm. Nhưng mà có nhiều kẻ không muốn đi làm, hoặc chỉ làm vừa đủ thôi và muốn hưởng nhiều hơn. Thì quý vị, đương nhiên cuộc đời họ khá không nổi. Cuộc đời họ khá không nổi. Quý vị có thấy những người thành công ở nước Mỹ này có ai than trách về cái giai đoạn quá khứ của họ không? No. Họ tự hào với thành công của họ ở nước Mỹ và họ sẵn sàng chia sẻ lại cái thời gian khó khăn họ phải làm hai ba việc làm như thế nào. Họ phải làm hai ba job như thế nào để họ có được thành công ngày hôm nay. Chứ họ không đem cái đó làm cái lý do để biện minh cho mình sống ở một cái xứ không ra gì. Quý vị, nhưng mà quý vị nhìn thấy những kẻ, khi mà quý vị nhìn thấy những kẻ mà phát biểu ở trên một số những cái YouTube hay Facebook về cuộc sống ở Mỹ, thì quý vị thấy rõ là gì? Những kẻ này bản chất như thế nào? Rồi cuối cùng nó, ôi tôi đâu phải vì tôi đâu, tôi vì con tôi đưa con tôi qua Mỹ. Ủa, tại sao không để con ở Việt Nam học? Có nghĩa là xác nhận là hệ thống giáo dục ở Mỹ tốt hơn, tốt hơn Việt Nam mới cho con qua Mỹ học nhé.
nhưng qua qua đây cho con qua đây học vẫn chửi như thường. Rồi á, có những kẻ mới qua được 5 7 năm thì cứ lấy một cái chuyện nào đó móc ra là bắt đầu bôi nhọ, và coi giống như là ơi ở nước Mỹ này có những cái chuyện này. Đặc biệt là những cái mà quý vị thấy là quay những cái người homeless hay quay những cái người vô gia cư, rồi đem đó hình ảnh đó đem là cái hình ảnh của nước Mỹ. Những ai sống tại Mỹ đều hiểu rõ. Những ai sống tại Mỹ đều hiểu rõ là nước Mỹ này là cơ hội nhưng không có ban phát cho ai cả. Tất cả mọi người phải tự kiếm tiền. Và tự kiếm tiền bằng hai bàn tay trắng. Người nào có dũng lược, người nào có đảm lược, sau vài năm cuộc đời họ khấm khá, họ có tài sản hai ba căn nhà. Còn kẻ nào làm biếng, kẻ nào thích chơi nhiều hơn thì mấy năm sau vẫn như vậy. Vẫn là những kẻ thích ăn chơi, làm vừa đủ để ăn hoặc là thiếu thốn tùm lum hết. Nước Mỹ này quý vị không có cho ai miễn phí cả, không có ai một bước lên trời cả. Tất cả đều phải tạo dựng từ hai bàn tay trắng và cần có thời gian để tích tụ tài sản khá hơn người khác. Chứ nước Mỹ không có cái kiểu mà một làm giàu một đêm hay là một đêm trở thành triệu phú, trừ khi trúng số. Nước Mỹ không có chuyện đó. Nước Mỹ tất cả mọi người làm giàu bằng tài sản của mình, làm tạo ra tài sản cho mình đều đi từng bước một hết. Và quý vị, sau khi mà mình quý vị thấy những người mà khá lên có khả năng tài chính, họ là cái gì, họ làm cái gì quý vị? Họ đóng góp lại cho nước Mỹ, tại vì họ biết được giá trị. Có những người đóng góp cho các quỹ chính trị, có những người tạo học bổng cho những con em trong cộng đồng, có những người đóng góp để xây dựng những cái biểu tượng văn hóa tôn giáo ở trong cộng đồng. Họ lấy tiền của họ làm ra, họ đóng góp lại. Đó là cái sự đáp trả xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau. Đó là những người biết sống ở Mỹ. Còn chỉ chực chờ sống ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền dồn gửi về Việt Nam, rồi mua đất mua đai, rồi ghi dồn về cái xây chùa ở Việt Nam, xây viện dưỡng lão ở Việt Nam, xây trung tâm ở Việt Nam. Quý vị, lối sống đó có ích kỷ không? Trong khi cái nơi mình đang sống ở đây, mình không chăm sóc ở đây, mình không đóng góp lại ở đây, mà cứ lấy tiền xài qua bên ngoài. Đây chính là cái tôi nói quý vị, những kẻ này tôi gọi là sống ở tấn mà tâm ở tầng là như vậy. Cũng không khác gì những kẻ Palestine, những kẻ ủng hộ Palestine và Do Thái cả, và bài Do Thái cả. Sống ở Mỹ nhưng mà tư tưởng cứ hướng về Palestine, thì tại sao không về bên đó sống? Quý vị thấy chưa? Đây là cái mà tôi nói là tôi mượn câu chuyện đó thôi để tôi nói về cộng đồng người Việt. Đại đa số những người Việt ở đây họ đều làm việc rất là siêng năng. Sau vài năm ổn định cuộc sống, gia đình họ thăng tiến. Và quý vị đã chứng kiến, đã chứng kiến thấy đó. Tất cả các cái cơ sở thương mại của người Việt mọc lên, tất cả những cái tòa building người Việt mua, tất cả những cái nhà người Việt mua đều do hai bàn tay của họ hết. Họ tạo dựng từ đầu hết. Họ đâu có sống than vãn giống như những cái tên cù bất cù bơ, suốt ngày chực chờ mấy cái YouTube phỏng vấn, rồi lên than trách chuyện này, than trách chuyện kia, rồi chửi bới nước Mỹ. Tôi gọi những tên này là những tên du những tên là cù sống cù bất cù bơ đó. Sống ăn bám, một là sống dưới vạt áo của đàn bà, còn hai là bú sữa của chính phủ, còn ba đó là đi kiếm mánh để có chút đỉnh tiền chạy về Việt Nam chơi rồi chạy lại Mỹ. Đây là cái thành phần mà quý vị thấy rất nhiều. Và những thành phần này thì quý vị thấy nó vô Việt Nam nhiều lắm, năm nào nó cũng đi hết á. Không biết nó gom tiền ở đâu ra hay lắm. Nó đâm chọt chỗ này hay chỗ kia đó, rồi cuối cùng nó có được mấy ngàn bạc, nó chạy về Việt Nam chơi được một hai tháng gì đó, nó chạy về Mỹ. Thì quý vị, những thành phần này là những thành phần tôi gọi là du thủ du thực, không đáng cho chúng ta quan tâm. Và đừng nhìn cộng đồng Việt Nam, cộng đồng người Mỹ có việc ở đây qua lăng kính đó. Đa số người Việt ở đây họ trưởng thành trong cái môi trường giáo dục của nước Mỹ, và trước đó họ từng trưởng thành trong cái giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Họ ý thức được cách nuôi dạy con cái bên này, và quý vị, họ có một đời sống rất là khá, họ có một đời sống rất là khá, rất là tốt. Đừng có thấy một vài tên mới qua được vài năm đi làm trong nhà hàng rồi than là chủ nhà hàng ăn hiếp, hay đi làm trong tiệm nail, tiệm tóc rồi than là chủ tiệm nail, tiệm tóc, thợ nail, thợ tóc ăn hiếp họ. Quý vị, đó chỉ là những kẻ gọi là gì quý vị? Những kẻ không dám đương đầu với thử thách.
nên nó lên nó than trách này nọ tùm lum, nó chửi bới những người chủ mướn nó, nếu không đồng ý đừng làm nữa, đi làm cho người ta, rồi lén lên trên Facebook chửi người ta. Đồng ý, trong lối, trong cái thương trường đó cũng có kẻ xấu người tốt, trong 1.000 người có một vài người xấu, nó không có phải là biểu tượng cho tất cả cái cộng đồng. Nhưng mà những kẻ mà bên ngoài cứ nhìn vào một hai câu chuyện nó kể ra một chiều của nó đó, thì vội vàng là cho cái người chủ cả đó là xấu, chủ nhà hàng, chủ chợ, chủ tiệm nail hay là chủ tiệm tóc đó xấu. Trong khi đó quý vị, để được làm chủ những cái tiệm đó, họ cũng phải trải qua giai đoạn làm thợ, họ cũng trải qua những cái cay đắng của một người thợ để được làm chủ. Chứ không phải là khơi khơi qua tự nhiên có tiền ở đâu rớt xuống là tự nhiên làm chủ. Không có đâu. Do đó quý vị, khi mà họ ý thức được cái đồng tiền mà họ kiếm ra cực khổ, họ ý thức được cái trách nhiệm, thì họ đặt ra những quy tắc làm sao cho thợ của mình, nhân viên của mình, nó làm theo cái quy tắc đó để nó có một cuộc sống tốt và nó có một cái môi trường làm việc tốt. Nhưng mà những kẻ này thì quý vị cứ dựa vào một hai cái lời nói của ông chủ, bà chủ, hay dựa vào những cái cách đối xử mà nó cảm thấy là bất công, là nó đem lên, nó tương lên mạng xã hội nó chửi. Tức là nó không chừa cơ hội nào, nó chửi nước Mỹ, chửi cả cái người thuê mướn mình luôn. Thì đây là cái hiện trạng nó xảy ra trong cộng đồng, trong, tôi có thể nói rằng là nhiều năm nay rồi, chứ không phải mới đây. Và nhân dịp mà có cái câu chuyện của biểu tình ở DC và những kẻ đốt cờ Mỹ, tôi cho quý vị thấy hình ảnh đó nó không khác gì ở trong cộng đồng Việt Nam bây giờ, cộng đồng người Mỹ gốc Việt bây giờ. Nó vẫn có những kẻ y chang giống như những kẻ đốt cờ vậy. Chỉ khác biệt là nó không đốt cờ thôi, nhưng mà nó đốt bằng miệng của nó, nó đốt bằng những cái lời lẽ gọi là cay nghiệt của nó đối với nước Mỹ, nhưng mà nó vẫn không rời khỏi nước Mỹ. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.